Xin được kính chào tới toàn thể quý cô bác anh chị. Trước giờ quý cô bác anh chị chúng ta đã được nghe rất là nhiều về cái dòng sản phẩm sữa Alpha Lipid Nutrilite của tập đoàn New Smay, và đặc biệt là quý anh chị biết được rằng cái dòng sản phẩm này nó có rất là nhiều những cái tính năng. Tuy nhiên hôm nay thì bác xin chia sẻ cho cả nhà biết chúng ta có hai cái điều bí mật hết sức là tuyệt vời của dòng sữa này. Các chất dinh dưỡng ở trong dòng sản phẩm này có liên quan đến hai giải Nobel. Nếu quý anh chị đã từng nghe đến giải Nobel, chúng ta biết đây là một trong những giải danh giá bậc nhất ở trên thế giới. Nó chỉ được trao cho những con người, những công trình có những cái đóng góp tích cực cho nhân loại, tức là chỉ có những cái công trình nghiên cứu mà có ích cho loài người của chúng ta thì sẽ được ghi nhận bằng giải Nobel này. Vậy thì giải Nobel này sẽ liên quan đến những cái chất gì có trong sản phẩm Alpha Lipid? Chúng ta cùng chờ đón nhé. Chiều nay, giải Nobel Hóa học 2018 đã được công bố. Theo thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, giải năm nay thuộc về hai nhà khoa học người Mỹ là Frances Arnold và George Smith và một nhà khoa học người Anh Gregory Winter. Họ được vinh danh với hai công trình nghiên cứu mang tính đột phá trong lĩnh vực enzyme và kháng thể, từ đó tận dụng kết quả này cho các mục đích mang lại lợi ích cao nhất cho loài người. Enzyme được sử dụng cho việc sản xuất mọi thứ, từ nhiên liệu sinh học tới thuốc men, còn kháng thể theo công nghệ mới có thể tiêu diệt những dịch bệnh tự miễn và trong một số trường hợp có thể chữa ung thư di căn. Tiến sĩ khoa học Joe Wallach, người Mỹ, đã đạt giải Nobel năm 1991 với công trình nghiên cứu rằng thiếu hụt canxi là nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây ra 147 loại bệnh khác nhau. Thiếu canxi ở trẻ sơ sinh gây ra tóc mọc vành khan, trẻ khóc quấy không ngủ suốt đêm. Thiếu canxi tại trẻ nhỏ là nguyên nhân của trẻ bị chân vòng kiềng. Thiếu canxi tại bé gái là nguyên nhân gây ra hẹp xương chậu, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này. Thiếu canxi tại bà bầu dẫn đến con còi xương và suy dinh dưỡng trầm trọng. Thiếu canxi trong máu tại người trưởng thành gây ra tụt canxi và ngất xỉu giống như triệu chứng của tụt huyết áp. Thiếu canxi, người lớn tuổi sẽ đau nhức xương khớp không dứt, tỷ lệ gãy xương tăng gấp 10 lần trung bình khi có va chạm nhẹ. Thiếu canxi cũng là nguyên nhân chính gây nên tàn phế và giảm tuổi thọ tại Việt Nam. Trước đây, việc bổ sung canxi bằng tất cả các loại canxi khác trên thị trường đều chỉ được bác sĩ khuyến cáo sử dụng tối đa 3 tháng và sẽ không thể tránh khỏi rất nhiều tác dụng phụ như sỏi thận, cặn ruột, nóng trong. Vì những loại canxi này chỉ có tỷ lệ hấp thu tối đa lên đến 65%, phần còn lại không được hấp thụ hết sẽ gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Như vậy toàn thể quý anh chị chúng ta đã biết rằng vậy thì các chất dinh dưỡng nó có vai trò vô cùng quan trọng với cuộc sống của chúng ta, và hai cái thành phần có ở trong món sữa Alpha Lipid này đã liên quan đến hai cái giải Nobel của chúng ta, đó là giải Nobel năm 1991 vấn đề về canxi và Nobel năm 2018 đó là liên quan đến vấn đề về kháng thể. Vậy thì với những cái dòng sản phẩm ngoài hai thành phần này ra, nó còn chứa thêm nhiều thành phần khác nữa, nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, để chăm sóc sức khỏe của chúng ta một cách thực sự chủ động. Vậy thì quý anh chị, nếu chúng ta đang có vấn đề về sức khỏe, chúng ta muốn cải thiện các vấn đề về sức khỏe cũng giống như chúng ta muốn chăm sóc sức khỏe chủ động của mình, hãy liên hệ với Bách hoặc liên hệ với tất cả những cái anh em trong cộng đồng New Email để có được những sản phẩm tốt nhất, trực tiếp nhất và uy tín nhất quý anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị.